chào quý vị các bạn. Đây chính là dòng máy giặt cửa ngang Electrolux dòng Ultimate Care 500, chính là loại mà đáng mua nhất trên thị trường hiện nay bởi có một cái mức giá hợp lý và chất lượng tốt. Chất lượng tốt ở đây có nhiều tiêu chí, nhưng các bạn có thể nhìn thấy 3 điểm đặc biệt trên sản phẩm này. Đầu tiên đó chính là công nghệ Ultramix, tức là xà phòng không đưa thẳng vào trong lồng giặt ngay chu trình giặt mà đưa xuống một cái hộp chứa. Tại đây xà phòng được quánh tan với nước rồi mới đưa vào trong lồng giặt, giúp nước xà phòng được tan hết và ngấm sâu vào bên trong sợi vải và quá trình giặt cũng không để lại bọt cặn xà phòng. Hơn nữa, các bạn có thể kết hợp về chế độ giặt nước nóng. Một bể giặt của máy giặt cửa ngang nó gồm 4 quá trình, bao gồm một lần giặt đầu tiên máy sử dụng khoảng 3 đến 5 lít nước để giặt chính có xà phòng. Hai lần tiếp theo là rút xả và một chu kỳ phát. Khi bạn chọn chế độ giặt nước nóng thì máy sẽ hấp nóng khoảng 5 lít đầu tiên, 5 lít nước đầu tiên hòa tan xà phòng và đưa vào trong lò giặt. Như vậy là xà phòng nó được đánh tan với nước. Sau đó bạn chọn chế độ giặt nước ấm chẳng hạn thì nó làm cái sợi vải nó giãn nở ra, cái nước xà phòng nó dễ dàng ngấm sâu vào bên trong luôn, giúp giặt sạch sâu bên trong lõi của từng sợi vải. Còn về khả năng chăm sóc và bảo vệ sợi vải cũng như là bảo vệ màu sắc trước và sau khi giặt thì ở đây có một cái điều rất hay các bạn nhìn thấy luôn, đó chính là cái chứng chỉ kiểm định chất lượng của Woolmark. Tức là Woolmark là một cái hiệp hội rất là uy tín toàn cầu, họ chuyên kiểm định về chất lượng của sợi vải, và Electrolux đã gửi chiếc máy này đến và họ kiểm định cái chất liệu của sợi vải trước và sau khi giặt, bao gồm cả kiểm định về màu sắc, kiểm định về độ sờn xước bề mặt, cũng như kiểm định về độ co giãn, đàn hồi, tính năng vật lý của sợi vải. Và các bạn hoàn toàn yên tâm với cái khi giặt những cái bộ đồ hàng hiệu. Thực ra trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều những thương hiệu máy giặt ca ngợi về cái khả năng giặt sạch và chăm sóc bảo vệ sợi vải không thua kém gì giặt tay, nhưng tuy nhiên chỉ một số ít trên thị trường, đặc biệt là một số model cao cấp ở đây là mới có cái kiểm định chất lượng của Woolmark như thế này. Điều thứ ba là phản ánh về cái chất lượng kỹ thuật và độ bền cũng như độ rung lắc và độ ổn của máy. Thì chiếc máy giặt dòng Ultimate Care 500 này của Electrolux được trang bị công nghệ biến tần Eco Inverter. Công nghệ biến tần thì sẽ giúp cho máy vận hành mượt mà êm ái, kéo dài tuổi thọ và giảm tiêu thụ điện năng. Cụ thể các bạn có nhìn thấy trên tem năng lượng được dán nhãn 5 sao, và đặc biệt hơn, hiệu suất năng lượng chỉ 16.5 Wh trên kg. Tức là nếu giặt 1 kg quần áo trong vòng 1 giờ đồng hồ thì máy chỉ tiêu thụ hết có 16.5 W điện. Đây đã được Bộ Công Thương kiểm định và xác nhận. Cái việc tiêu thụ rất ít điện năng trong quá trình giặt nó không chỉ nói lên là bạn có thể tiết kiệm tiền điện, mà quan trọng hơn nó là một cái tiêu chí cơ bản quan trọng nhất để phản ánh chất lượng kỹ thuật cơ khí bên trong. Chỉ khi các bộ phận đạt được một cái tiêu chuẩn cơ khí và vận hành mượt mà êm ái mới có thể đem đến một cái hiệu suất năng lượng gần như tuyệt đối trên thị trường hiện nay. Như thế này, phổ biến các máy giặt cửa ngang trên thị trường thì rất nhiều sản phẩm được dán nhãn 5 sao, nhưng đâu đó thì cái hiệu suất năng lượng thông thường phổ biến nó sẽ dao động khoảng tầm trên dưới 30 Wh trên kg, còn dòng máy này chỉ hết có 16.5 Wh trên kg. Máy giặt cửa ngang Electrolux có các mức công suất từ 8 đến 11 kg và có 4 mức tiêu chuẩn chất lượng toàn diện, đó là Ultimate Care 300, 500, 700 và 900. Trong đó dòng Ultimate Care 900 là cao cấp nhất, còn dòng mà tôi đang giới thiệu với các bạn đây chính là Ultimate Care 500. Để được tư vấn chi tiết hơn về các sản phẩm máy giặt cửa ngang Electrolux, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.